Sáng nay, Hội đồng Khối thi đua các cơ quan công tác đảng thành phố Đà Nẵng, gọi tắt là Khối thi đua 9, tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Năm 2022, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban thường vụ Thành ủy, sự quan tâm phối hợp của các cấp, các ngành có liên quan, cùng với sự nỗ lực công tác của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan đơn vị trong khối thi đua 9, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đơn vị đã chủ động bám sát chủ trương của Thành ủy, nghị quyết của cơ quan, đơn vị mình, nỗ lực khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và cấp trên giao, đồng hành cùng thành phố trong việc thực hiện chủ đề nằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tham gia tích cực các phong trào thi đua do Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ, Ban thi đua khen thưởng thành phố phát động. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương những thành tích, kết quả đạt được trong thời gian qua của các cơ quan đơn vị trong khối thi đua, đồng thời đề nghị thời gian đến, khối thi đua tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, đổi mới sáng tạo phương thức hoạt động, gắn phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, phát hiện, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong toàn khối. Dịp này, Hội đồng Khối thi đua các cơ quan công tác đảng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức suy tôn các tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp tích cực trong các hoạt động của khối nói chung và phong trào thi đua của đơn vị nói riêng năm 2022, đồng thời phát động phong trào thi đua và tổ chức thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2023.